uống đi. Ok, sửa nhà em. Bữa tối hả? Bữa tối gì? Dạ, phát hiện có người làm ăn trong này. Đi. Dạ. Trời ơi, em đâu có sợ. Sao còn làm thế vậy? Có đứa bán hàng trắng ở trong bar của mình. Anh uống trước đi, anh uống xong rồi em uống. Khoan, đi. Sao mày dám bán hàng trắng ở đây? Không biết đây là ba của Thiên Nga Trắng hả? Thiên Nga Trắng đen thì đã sao đây hả? Ai phái mày tới? Mau nói đi. Dạ, để em nói, để em nói. Anh nữa có băng hắc đẩu kia em tới đây đó. Thằng nữa sao? Xin mời chị Sơn. Chào cô, bác Sơn. Uống chút rượu đi. Cô tắm trước đi. Không cần đâu. Đỡ tốn thời gian. Từ từ đã, đâu cần gấp gáp. Thời gian là vàng bạc mà. Nè. Ông bỏ gì trong rượu? Tôi chỉ bỏ chút thuốc vào trong ly thôi. Phòng hờ cô sẽ chống cự tôi. Chúng ta sẽ vui vẻ với nhau lần cuối trước khi chết nha, Sọn. Chơi tay nái rồi đó mày, ha, sướng ha. Con khốn nạn này. Yeah.
Ông chủ. Ông chủ. Ông chủ. Cảm ơn. Giơ tay lên. Đừng đi. Cảnh sát ở đây. Còn chống cự thì tôi bắn đó. Mau bỏ súng xuống. Mau bỏ súng xuống. Bỏ xuống hết cho tôi. Nếu không tôi sẽ bắn đó. Cô bình tĩnh. Bình tĩnh. Bỏ xuống. Bình tĩnh đây. Bình tĩnh đây. Nhanh lên. Lùi lại. Đuổi theo. Lùi lại. Quay lại. Hỏi gì vậy hả? Tôi muốn thử kiểm tra hàng còn chất lượng như hồi xưa hay không. Buông ra, buông ra. Tránh ra. Chịu hết nổi rồi. Hàng hư lại quá đắt, ngoài ra còn hôi nữa. Nè, đừng có đem ra tiếp khách nha. Nếu như không thì khách sẽ tưởng là đem xác chết ra cho khách đó. Nè anh Tony, anh nhớ cho kỹ, tôi mà có cơ hội ra tay, anh đừng hòng sống. Chống cự. Đi. Được đó. Tụi này bán đấu giá được. Đem đi đi. Dạ.
Lại lên. Đứng dậy. Lôi nó đi. Đi lên. Đi. Đứng lên. Đi. Nè mời ăn. Hành động lần này là giả giao dịch rồi tiến hành vây bắt. Nhưng do nơi hoạt động của bọn chúng là nơi bí mật, cho nên chúng ta phải cải trang. Cải trang sao? Phải, cải trang. Ông chủ của tôi thích cái thể loại phụ nữ phải đặc biệt chút. Chẳng hạn, loại phụ nữ chịu làm tất cả mọi thứ theo yêu cầu của ông chủ tôi. Có người giới thiệu tôi tới đây, nói là bà có loại mà ông chủ tôi cần. Chỉ cần vừa ý ông ấy, chuyện tiền bạc không thành vấn đề. Mau không. Im lặng. Hàng về tới rồi chị. Im đi. Tụ. Trẻ đẹp kiểu này bán được giá lắm. Đem nhốt lại đi. Dạ. Đừng mà. Đi. Đánh coi. Sao hả? Dạ chị ơi, có khách hàng mới tới. Từ đâu tới vậy? Dạ là ông Chán giới thiệu tới. Chị có muốn giao dịch không chị? Có người giới thiệu là được rồi. Nhận đi. Chào mừng các vị khách quý có mặt tại đây. Hôm nay chúng ta lại tiến hành đấu giá. Mức giá khởi điểm sẽ là 50.000 đô la. Mức tăng giá mỗi lần là 5.000 đô. Được rồi, chúng ta sẽ bắt đầu. Ừ?
Quý cô đầu tiên. Ê, làm gì đó? Đi thôi. Phía trước đã xong. Bên ngoài đã xong. Nghe rõ, chờ lệnh và bắt người. Đi. Đi. Đi theo tôi. Mà trốn vào phòng đi. Không đáng mặt đàn ông. Một đám đàn ông các người xúm vào đối phó với một người phụ nữ, vậy mà cũng dùng tới súng nữa sao? Được. $50,000, $50,000 lần một, $50,000 lần hai, $55,000, $55,000 lần một, $80,000, $80,000 lần một, $80,000 lần hai. Chuẩn bị. Phim được dịch và lồng tiếng tại phim TV.
Nó là ai? Tổng cộng mấy đứa? Một mình nó. Giữ đó. Năm mươi lăm ngàn lần một, 55.000 lần hai, và 80.000 đô la. Cả hai đứng yên, chúng tôi là cảnh sát. Ra đi mà. Trời ơi, ai cái đầu bà. Đi, mở lên. Phần lớn đối tượng đều bị khống chế. Tuy nhiên không bắt được bác Sỏn, đã huy động lực lượng hỗ trợ rồi. Cảm ơn chị. Thật sự rất cảm ơn. Thì nhà cẩn thận nha. Cảm ơn chị nhiều. Cảm ơn chị. Có chuyện gì? Bác Sỏn trốn thoát rồi ông chủ.
Tiếp theo chúng ta nên xử lý bác Soạn như thế nào đi? Cứ thả A đi, không bấu víu vào ai được đâu. Dạ. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Tạm thời trốn ở đây đi chị. Cậu có chắc cảnh sát sẽ không tìm ra chỗ này không? Chắc chắn mà chị, chỗ này là an toàn nhất rồi. Vậy tiếp theo chúng ta sẽ làm gì đây? Vẫn chưa biết nữa. Nhưng trước tiên, bằng mọi giá phải xử lý những kẻ đã hãm hại tôi. Chúng là ai vậy chị? Còn ai nữa? Chính là thằng Tony. Nó coi tôi như trái bom nổ chậm, nên phải thủ tiêu tôi để khỏi ngán đường nó. Đồ khốn kiếp! Mày sẽ phải trả giá cho những gì mà mày đã làm. Này sẽ là ngày giỗ của mày, thằng khốn. Mọi thứ đã sẵn sàng. Một lần nữa cảm ơn các vị đã có mặt. Hẹn sớm gặp lại các vị. Sao cậu lại dừng xe? Hoành Chay, cậu bị làm sao vậy? Cậu bị bắn sao?
Đi, mau đứng dậy. Chị muốn làm gì vậy? Đưa cậu đi bệnh viện chứ gì. Không kịp nữa đâu chị. Chị em mau chạy trốn trước khi tụi nó rượt tới đây. Làm sao tôi bỏ cậu được chứ? Ráng thêm chút nữa đi. Chị không bỏ rơi tôi. Hãy để tôi được trả ơn chị lần này. Vì nếu không có chị, chắc giờ tôi còn thảm hơn nhiều. Chị chạy đi. Con chạy. Nếu như còn có kiếp sau, tôi hứa sẽ tìm chị để trả phần ơn còn lại. Phồn chạy. Phồn chạy. Phồn chạy. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Cô có bị làm sao không? Tôi không sao hết. Đây là quốc lộ, ngồi dậy rất nguy hiểm. Phải, phải. Cảm ơn anh nhiều. Cho hỏi. Ở đây có phòng trống không? Lấy loại phòng nào, quạt hay máy lạnh? Phòng máy lạnh đi. 500. Trả phòng trước 12 giờ, quá giờ tính thêm một ngày đó. Tốt lắm. Có tin mới nóng hổi đi. Ra đi.
cô ta đã đi khỏi đây rồi. Nó kịp trốn thoát rồi hả? Chúng ta chậm một bước rồi ông chủ. Bác Sơn, không phải lúc nào cô cũng thoát được đâu. Alo. Là tôi đây, đội trưởng. Bắc Sỏn. Phải, là tôi đây. Tôi đã suy nghĩ mấy ngày nay để có thể gọi cho đội trưởng. Cô đã quyết định ra đầu thú rồi à? Chuyện đó anh không thể nóng vội được. Cứ bình tĩnh đi. Tôi gọi điện vì muốn hợp tác với cảnh sát. Phải lôi cổ Tony ra trước pháp luật. Cô muốn cung cấp thông tin về Tony hả? Đúng vậy. Nhưng sẽ kèm theo vài điều kiện. Điều kiện của cô là gì? Bảo vệ tôi như nhân chứng. Được. Tới rồi hả bạn Hiền? Mày tới làm gì? Thôi đi. Mày thật sự không hiểu tao tới đây để làm gì à? Cũng tốt. Phim chờ ngày này lâu lắm rồi. Không cần, tôi tự xử lý. Hôm nay giải quyết hết tất cả ân oán đi. Muốn giải quyết chứ gì? Cứ nhào vô. Ugh!
Dịch và Lồng Liếng tại Phim TV. Thua rồi. Đại tá cảnh sát, đội trưởng Sông Chai chính thức bắt anh. Thôi đi. Ra mày phải biết rõ tao luôn có kế hoạch hay. Chi cốt, mày không cần lo, đám lính cấp dưới của mày tao sẽ giết sạch không chừa một đứa.
phim. Anh xin lỗi. Tha lỗi cho anh nha, Bim. Bim. Đội trưởng! Đội trưởng ơi! Đội trưởng! Đội trưởng! Đội trưởng! Em là cha ba đây! Em là cha ba đây! Anh mau tỉnh lại đi! Là cô sao? Cha ba! Tôi sắp chết rồi! Đừng có nói như vậy, anh chắc chắn là sẽ không sao đâu. Nhìn, nhìn em đây, anh không được nhắm mắt đội trưởng, anh không được nhắm mắt. Anh ráng một chút, em sẽ gọi xe cứu thương. Thôi, thôi mà, không cần đâu. Cha ba ơi, thời gian của tôi sắp hết rồi. Cha ba, tôi có chuyện muốn nhờ cô giúp đỡ. Tôi giúp đỡ tôi. Em sẽ làm bất cứ chuyện gì anh muốn, em đều làm hết. Đội trưởng, nhớ xin lỗi Sudan giúp tôi. Tôi đã không giữ lời hứa mà tôi đã hứa trước đây được nữa. Nhớ xin lỗi dùm tôi. Nhớ. Đội trưởng, đội trưởng, đội trưởng, anh tỉnh lại đi. Cô gái, cô gái, đội trưởng, ráng thêm chút nữa đi mà, ráng thêm chút nữa đi mà. Sao hả? Tôi không còn chỗ nào để đi. Đội trưởng Sâm Chai giỏi vậy mà cũng chết, tôi làm sao thoát nổi. Xin anh hãy tha cho tôi.
Cô sợ chết tới vậy à? Phải, tôi sợ rồi. Bây giờ anh muốn tôi làm gì tôi cũng nghe theo hết. Nói vậy tức là cô đồng ý nghe theo lệnh của tôi, có đúng không? Bây giờ anh nói gì tôi cũng nghe. Anh muốn tôi cúi đầu cũng được, chỉ cần anh đừng bỏ rơi tôi. Vậy gọi tôi là ông chủ đi. Được. Thưa ông chủ. Ông chủ muốn nhận cô ta vào băng thật sao? Em nghĩ tốt nhất phải giết chết cô ta đi. Bây giờ tôi chưa định giết nó, bởi vì tôi định sẽ dâng tặng nó cho tướng Di Xuyên. Chắc chắn tướng Di Xuyên sẽ rất thích. Hắn đồng ý rồi, giờ không còn lựa chọn nào khác. Tôi đành phải đấu với hắn một trận vậy. Nhưng chị làm như vậy rất là nguy hiểm, không chừng sẽ bị mất mạng đó. Con người sống chết đều có số hết rồi. Dù sao làm như vậy thì tôi cũng có thể giúp cảnh sát xử lý tên Tony. Làm sao chị dám chắc chắn là kế hoạch lần này sẽ thành công? Thật lòng tôi không dám chắc chắn, nhưng ít ra tôi cũng giúp cảnh sát nắm được đồng tĩnh của hắn. Với tôi vậy là xứng đáng rồi. Còn chuyện tôi sẽ xử lý hắn như thế nào là ân oán cá nhân giữa tôi và hắn. Nhưng sếp cũng đừng quên những gì đã hứa. Nếu tôi hỗ trợ thành công, sếp phải xin giảm án cho tôi xuống mức thấp nhất. Cô đã chịu lấy tính mạng bản thân ra mạo hiểm, thì tất nhiên tôi phải đứng ra xin giảm án cho cô. Vậy thì tôi yên tâm rồi. Cảm ơn sếp nhiều lắm. Còn cậu Sunan, cậu đóng kịch đúng là giỏi thật. Trà trộn vào băng của Tony bao lâu nay, vậy mà hắn vẫn không phát hiện. Lần này hãy chờ xem, giữa khả năng diễn xuất của cậu và tôi, ai nổi trội hơn. Dù sao thì chị cũng phải cẩn thận. Chuyện đó tôi biết. Cảm ơn cậu. Được rồi. Nè cha ba, dẫn bác Sỏn đi nghỉ ngơi đi. Dạ rõ sếp. Mời chị. Dạ thưa sếp, nếu không còn chuyện gì nữa tôi sẽ phép đi trước. Đợi chút đã, ngồi xuống đi. Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Chuyện gì vậy sếp? Vẫn chưa thể khôi phục thân phận cho tôi sao? Chuyện này do đội trưởng Song Chai, người đứng ra trực tiếp phụ trách hồ sơ của cậu, đã phải hy sinh trước khi hoàn thành thủ tục, dẫn tới việc thiếu người chứng thực cho cậu. Theo như quy trình khôi phục thân phận, cậu phải được bên ủy ban đánh giá của Cục Cảnh sát Quốc gia xem xét hồ sơ, rồi mới được chấp thuận cho khôi phục thân phận cảnh sát. Tại sao lại vậy chứ? Bởi vì việc xâm nhập làm nội gián của cậu diễn ra trong thời gian dài. Vậy bên cảnh sát nghĩ tôi trở thành người của chúng rồi phải không? Không phải, chúng tôi không nghĩ vậy. Đây là biện pháp đề phòng chúng tôi buộc phải thực hiện. Chúng tôi không muốn mất bò rồi mới dội vàng làm chuồng. Vì vậy cấp trên đã quyết định xin thêm thời gian để xem xét vụ của cậu. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Cậu cũng đừng quá lo lắng Sunan. Tôi xin hứa với cậu, tôi sẽ giúp cậu chuyện này. Còn về phần cậu, cứ tiếp tục thực hiện thật tốt nhiệm vụ. Hãy bắt hết băng quả diễm, không được để cho chúng thoát. Cậu có thực hiện được nhiệm vụ này không? Tôi đã chiến đấu tới mức này, sao lại có thể bỏ cuộc được chứ? Tốt. Người tên Sunan này công nhận đỉnh thiệt nha, làm nội gián cho cảnh sát tới tận 10 năm.
mà không người nào nhận ra hết. Xem ra tay nghề tốt đó nha. Cậu lấy thông tin của nó làm gì vậy? Quan tâm làm gì? Cảm ơn cậu nhiều nha. Không có gì đâu. Nè, cần tôi giúp thêm cái gì á thì cứ việc nói nha. Không cần cách sáo đâu. Tôi sẽ hết mình. Tôi đi nha. Ừ. Coi bộ cũng quyết tâm ghê. Chịu ngồi tù để xâm nhập cho băng đảng. Thực ra thì cậu cũng không khác gì với tôi. Giờ mình nên trả thù hay mình nên làm điều đúng đắn đi? Anh mới về hả? Đúng. Có chuyện gì đúng không anh? Anh không biết là bây giờ mình nên làm gì cho phải. Thì làm điều mà anh cho là đúng đắn. Anh là quân nhân nên anh làm đúng với chức trách của một người lính. Em mong anh sẽ trở lại làm mọt của ngày xưa, người đã từng cống hiến vì tổ quốc. Ý của em là... Anh đừng đắm chìm mãi trong thù hận nữa. Anh hãy quên chuyện trả thù đi, mà hãy ra tay giúp Sunan bắt hết bọn người xấu. Đó là điều anh nên làm bây giờ. Nghe em đi. Anh đừng mãi đắm chìm trong thù hận nữa. Anh hãy quên chuyện trả thù đi, mà ra tay giúp anh Sunan bắt hết bọn người xấu. Đó mới là điều anh nên làm bây giờ. Em đã sẵn sàng chưa? Dạ rồi anh. Tới rồi thưa ông chủ. Tôi chưa mang cho cô, còn cho cô tham gia cùng. Nếu như cô lừa dối tôi, cô sẽ không yên thân. Dạ ông chủ. Tốt, phải ngoan vậy chứ.
Ông chủ, 1 phút rưỡi nữa máy bay sẽ tới. Hy vọng không có ai ở đây đổi ý hết, nên nhớ chuyến đi này sẽ khó lòng quay về. Hiểu hết rồi chứ? Rôn Ranh đã đi. Cô ấy có để lại 2 bức thư. Thư sao? Gửi ai vậy anh? 1 bức thư gửi cho Sunan, còn 1 bức thì gửi cho chúng ta. Tôi đã quyết định quay về tìm ông chủ. Xin lỗi vì không thể từ biệt hai người. Anh Mập và Ly đã đối xử với tôi rất tốt. Hy vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau. Vậy bây giờ mình sẽ phải làm gì tiếp theo đây anh? Anh đã quyết định rồi. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Tôi đã nói với anh rồi, để tôi xử lý tên Tony trước. Xong chuyện đó rồi anh muốn sao cũng được hết. Tốt. Rất đáng mặt Nam Nhi. Tạm thời tôi tin anh. Anh có thư. Là của Rôm Ranh gửi cho anh. Rôm Ranh đâu rồi? Đi rồi. Đi đâu? Quay về băng của Tony. Định làm gì tiếp theo? Sẽ truy bắt Tony và cứu Rôm Ranh. Tôi sẽ hợp tác với anh. Ý của anh là sao đây? Tôi và anh sẽ cùng nhau hợp tác cứu Rôm Ranh và truy bắt Tony. Khi bức thư này của tôi đến được tay anh, có lẽ tôi đã đi đến nơi mà tôi thuộc về rồi. Tôi và anh giống như 2 góc trời. À không phải, nói đúng hơn là chúng ta người ở thiên đường, kẻ ở địa ngục. Lúc này đây tôi càng cảm thấy mình cô đơn. Lúc trước tôi nghĩ khi không còn anh Ginh nữa thì vẫn còn anh. Nhưng thực tế đó là chuyện quan đường, không thể nào xảy ra được. Dù thế nào đi nữa tôi vẫn mong anh luôn gặp may mắn. Chúc anh luôn vui vẻ, hạnh phúc. Sao cô ấy lại khờ khảo quá vậy nè?
Tìm nãy giờ thì ra Trung Quý ở đây. Có gì không? Với lại anh đừng có gọi tôi là Trung Quý nữa được không? Không lâu nữa đâu nên gọi sẵn cho quen thôi à. Xém chút quên. Cấp trên kêu tôi báo với anh, đã tìm được vị trí của Tony rồi. Còn gì nữa không? Một tiếng nữa sẽ họp bàn chiến lược. Tôi sẽ đến họp liền. Dạ. Dám sao? Đó là luật. Tụi mày có muốn vô không? Mày lập tức đi nói với tướng Di Xuyên rằng ông ấy đã có khách quý tới tìm. Được. Nhưng sau khi bọn này lục soát người đã. Soát. Nè, tụi mày nghe không hiểu hả? Có biết bọn tao là ai không? Hả? Bọn tao là khách quý đó. Nè, đã nói không rồi mà. Nè, mày đang sát người tao hả? Buông ra coi. Chuyện gì vậy? Hả? À, cậu Tony, có khách quý tới sao không chịu báo tao một tiếng? Bắt khách tao chờ vậy hả? Mày có biết họ là ai không? Em xin lỗi. Tony, chào mừng cậu tới chỗ tôi. Trong thời gian tới chắc phải làm phiền ngài. Có cái gì đâu, cậu không cần phải ngại. Chuyện gì giúp được tôi sẽ giúp mà. Đi đi, mời lên trên, mời lên trên. Được, bàn chuyện một chút. Đón tiếp họ thật tốt cho tao nha. Tao ghim mày rồi nha mày. Dạ thưa sếp, tín hiệu đã mất luôn rồi. Đâu, chờ tôi coi. Đây là khu gần biên giới mà. Nếu vậy đúng như thông tin mà trước đây bác Soạn từng cung cấp, điều này chứng tỏ tên Tony hiện đã cấu kết với tên đại tướng Di Xuyên. Thôi được, nếu sẵn sàng rồi thì mau bàn kế hoạch đi, mau lên. Sếp bà, khoan đã. Cậu còn chờ gì nữa? Tới đủ hết rồi mà. Thành thật xin lỗi vì để mọi người phải chờ lâu. Anh ấy sẽ hợp tác cùng chúng ta. Nhiệm vụ bảo vệ nền hòa bình vốn dĩ là nhiệm vụ của cảnh sát và quân nhân như tôi. Huống hồ đây là chuyện lớn, người càng đông ta càng có lợi thế. Nói vậy anh... Đây là Mòn, là anh trai song sinh của Gân, người đã qua đời. Anh ấy là lính đội đột kích đã trà trộn vào trong băng của Tony. Vậy à, chuyện đội trưởng thay đổi việc điều tra về Gân là do anh ấy chính là Mò? Chuyện lần trước anh dám quýnh tôi bầm dập, anh đền lại cho tôi đi. Ê, bình tĩnh, bình tĩnh. Dù sao cũng cảm ơn anh, đã đánh nhẹ tay quá.
Chị đã làm gì vậy? Thì đi dạo mát thư giãn gân cốt. Tôi không thích ở lì trong phòng. Chuyện gì? Ra đây làm gì? Ông chủ kêu chị vào gặp. Ừ. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Cảm ơn. Vào đi. Mời vào, mời vào. Đây chính là vương quốc của tôi, cũng là niềm tự hào của tôi, là thế giới do tôi gây dựng. Một khi cậu đã bước vào thì trở thành một phần thế giới của tôi. Tôi sẽ giới thiệu cho cậu vài thứ hay mà tôi có. Xem thử nha. Tôi nghĩ cậu biết nó là cái gì. Giá trị thật của nó thật sự rất khủng khiếp. Hàng cực phẩm. Phải, 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 phải. Đã tới rồi thưa ông chủ. Tôi cho gọi mọi người tới chỗ này là vì muốn tuyên bố rằng bắt đầu từ giây phút này trở về sau, mệnh lệnh của Đại tướng Di Xuyên có hiệu lực như mệnh lệnh của tôi. Mọi người hãy tuân thủ và đừng làm tôi thất vọng. Dạ. Dạ, dạ. Chà, thật sự rất vinh hạnh cho tôi. Chắc tôi cũng phải thể hiện một chút gì đó để đáp trả lại. Quyết định vậy đi. Tất cả số hàng ở đây của tôi, nếu cậu thật sự muốn bán chúng thì tôi sẽ giảm giá chúng cho cậu. Xin cảm ơn ngài. Tới lượt cô rồi đó. Ý anh là sao? Thưa ngài. Ừ. Tôi có chuyện muốn nhờ ngài. Nói đi. Bác Sơn hiện đang rất cô đơn. Nếu ngài đủ lòng thương tình. Hân hạnh. Chúng ta sẽ gọi chiến dịch hành động lần này là truy bắt mặt trời. Mọi người đã tới đông đủ chưa? Rồi. Hình như thiếu. Đã sẵn sàng.
Xin chào. Xin chào. Đây là cha ba. Xin chào cô. Đây Dắt và Minh Ti. Xin chào. Đây là Mọt. Chào. Khi nào mình sẽ tấn công chúng hả? Đêm nay ta sẽ tấn công. Tiếng gì bên ngoài vậy? Hay là có chuyện gì rồi? Tao sẽ giết chết hết. Dám vào đất tao, tụi bay không muốn sống sao? Hả? Có biết tao là ai không? Tao sẽ giết chết hết. Phim được dịch. Chờ đó. Chị bác sĩ mới gửi tin về. Chúng ta đã có mẫu chìa khóa kho hàng của tướng Di Xin. Tốt, tôi sẽ xử lý ngay. Có mất nhiều thời gian không vậy? Chỉ mất khoảng 15 phút thôi. Dạ. Cô cho ba, vậy cô có còn nhớ nhiệm vụ của cô là gì không? Là tìm kiếm và tiêu hủy khu vực sản xuất ma túy, xong quay lại căn cứ chờ lệnh. Nếu có chuyện gì xảy ra, cô phải liên lạc cho tôi ngay. Dạ. Đây, hướng này nè, chúng ta sẽ đi. Đúng rồi. Sao không thấy anh Sunan đâu? Đã đi rồi. Đi rồi nghĩa là sao? Lúc nãy tôi có nghe là Sunan và Mọt có ý định đi giải cứu một cô gái có tên là Romran thì phải. Sau đó thế nào tôi bận việc nên không rõ. Cảm ơn anh. Nhiệm vụ của cậu là vào bên đó. Mà nhớ cẩn thận đó, biết chưa? Chắc anh ấy thực sự rất lo lắng cho cô gái đó. Dù sao thì anh cũng phải trở về bình an nghe chứ. Xảy ra chuyện gì? Có người đột nhập thưa ngài. Còn đứng đây làm gì hả? Không ra xử lý tụi nó đi. Ngài bình tĩnh lại đã. Nếu như chúng ta quá nóng vội, có thể sẽ trúng kế bọn chúng. Vậy cậu có biết tụi nó là ai không? Tôi có thể đoán được. Chúng là đám chó điên đang muốn cắn bậy bạ. Chúng đến sai chỗ rồi. Vì chỗ này một khi bước vào không thể quay trở ra, chỉ có bỏ mạng mà thôi. Mau xử lý đám đó đi, đánh tàn sát, đừng để mất mặt. Dạ đó. Nhanh.
cáo về trung tâm, báo cáo về trung tâm. Một nhóm người có trang bị vũ khí đang chiến đấu với chúng tôi. Trận chiến bắt đầu rồi. Xong lên đúng không? Ừ. Đội trưởng ơi, làm ơn phù hộ tụi em nghe. Lần này nhất định không được để thất bại. Đi. Tại sao như vậy chứ hả? Tôi cũng không ngờ bọn chúng giỏi như vậy. Sao lúc đầu cậu nói chỉ là đám chó điên mà thôi? Đối với tôi chúng là chó điên. Tôi đoán được đường đi nước bước của bọn chúng. Cậu nói như vậy là sao? Tôi không hiểu gì hết. Chiêu dụ cọp ra hang, chiêu này cũ rích rồi. Vậy có nghĩa là cậu đã có kế hoạch đối phó rồi sao? Đúng, tôi đã có. Rakan, Pin, Romra, tới lúc trổ tài rồi. Dạ ông chủ. Ông chủ, ông cứ ra lệnh đi, chứ em thấy ngứa tay ngứa chân lắm rồi. Rakan, cậu cứ tới chỗ kho hàng, con chó đầu tiên sẽ xuất hiện ở đó, xử lý nó ngay. Dạ ông chủ. Pin. Dạ. Nôn nóng ra trận lắm đúng không? Dạ đúng như vậy. Cậu bây giờ ra ngoài chiến đấu nhưng không cần phải bán mạng. Tôi muốn biết bọn chúng bao gồm những ai. Dạ cứ để em. Về phần Romran, cô phụ trách xử lý Sunan. Sao vậy? Cô không muốn trả thù cho Gun à? Hay là cứ giao thằng Sunan cho em đi ông chủ. Em với hắn ngang sức. Romran đấu không lại hắn đâu. Tôi đâu có định để Romran chiến đấu. Vì Sunan có tình cảm với Romran. Vậy cho nên Romran chính là người thích hợp nhất. Nhận nhiệm vụ xử lý nó. Hy vọng là sử dụng được. Chụp hình lại làm bằng chứng. Sau đó thì đặt bom tiêu hủy hết chỗ này. Được. Đã chụp đủ hình chưa? Mau chạy đi! Chạy! Chạy nhanh lên! Nhanh lên! Chạy nhanh lên! Chạy đi! Chạy đi! Chạy đi! Chạy đi! Bỏ đuổi theo! Bỏ lên! Yeah.
Trời ơi, hồi nãy tôi bị liệu. Tự nhiên cái ba kêu chạy cái tôi chạy liền ha. Thì chúng ta phải thoát được thì mới tìm người tiếp ứng chứ. Nhưng mà bây giờ chúng ta không biết tình trạng của cha ba ra sao. Cha ba sẽ không sao đâu. Bây giờ chúng ta phải về sở để báo cáo tình hình liền. Không thì cha ba sẽ gặp nguy hiểm đó. Đi đi đi. Một con chó con mà còn là con cái nữa. Ngon đó. Bây giờ ông chủ muốn em xử lý con nhỏ này ra sao đi? Ê. Con nhỏ này nhìn cũng bén đó nghe. Nếu như ngài hứng thú, tôi sẽ tặng cho ngài. Biết làm gì chưa hả? Dạ ông chủ. Chuyện gì? Em thấy tủi thân chứ gì hả? Anh không có quên em đâu. Hay là giờ về đi, hai em một lượt cũng được mà. Cũng được. Nhưng mà nhìn bộ dạng cô ta kìa. Hay là để em làm đẹp lại cho cô ta trước cái đã. Đợi tới lúc mọi người giải quyết xong hết mọi việc, em đảm bảo là lúc đó từ bộ dạng con chó con này sẽ biến thành một con thỏ con ngoan ngoãn, biết nghe lời và không chống cự. Được. Đàn em của cậu đúng là hiểu chuyện. Vậy nhiệm vụ này sẽ giao cho cô. Được. Đưa cô ta tới phòng của tôi đi. Được. Dừng. La Feta, xem chút nữa bắn rồi. Cha ba đang trong tay của bọn chúng. Là lỗi của hai chúng tôi. Xin cứu cha ba giùm cái. Đừng mong thoát khỏi tay tao. Tụi mày còn đứng làm gì? Mau bắn đi. Báo về trung tâm, thay đổi kế hoạch. Tìm chỗ ẩn nấp đi, chờ tới sáng. Giờ tiếp tục tấn công sẽ bất lợi đó. Lui. Dạ sếp. Lui, mau lên. Khoan đã. Là tôi đây. Xuân Anh, làm cách nào mà anh vào được đây vậy? Tôi lo cho cô quá. Cô tới đây làm gì vậy? Thật chất tôi không còn chỗ nào để đi. Bởi vì tôi coi họ như là gia đình của tôi vậy. Ramran, nghe tôi nói nè. Tôi sẽ đưa cô rời khỏi nơi này. Cô không cần phải sợ. Nhưng mà làm như vậy rất mạo hiểm. Anh không đấu lại với họ đâu. Đấu lại hay không, cô cũng phải đi với tôi. Nhưng mà không thể đi bây giờ được. Chờ cho tôi qua hết đêm nay đi. Trời cũng đã sắp sáng rồi. Hơn nữa, từ lúc nhóm của anh tấn công vào sào huyệt của tướng Di Xuyên, đàn em của hắn lùng sục khắp nơi. Nếu bây giờ chúng ta ra ngoài thì chỉ có con đường chết mà thôi. Chờ sáng mai vậy. Gặp lại cô ở chỗ này, tôi thấy vui lắm đó.
Thật sự gặp lại anh tôi cũng rất vui. Tại sao tôi lại ở đây? Thì tôi cứu cô chứ gì nữa. Chúng ta đúng là xui tận mạng. Tên Tony thông minh hơn tôi nghĩ. Cứ như nó đã biết mọi thứ. Sao có thể như vậy được chứ? Tên khốn đó biết hết tẩy của chúng ta rồi. Nếu không phải vậy thì sao hắn bắt cô dễ dàng được? Cô đã biết được những gì? Di Sunan có tình cảm với Romran. Vậy cho nên Romran chính là người thích hợp nhất nhận nhiệm vụ xử lý Sunan. Tên Tony này thật là nham hiểm. Tôi phải đi cảnh báo cho Sunan. Khoan đã, cô định đi ra ngoài kiểu gì? Bọn chúng đứng gác đầy ở ngoài đó. Thời điểm này chỉ còn có một cách, đó là trốn đi. Không được, tôi không thể đi với cô. Cái gì nữa? Vậy tôi đành đi một mình thôi. Cô cứ theo bản đồ này mà đi, rồi cô sẽ gặp căn cứ thôi. Không xa lắm đâu. Ở đó cô sẽ được an toàn. Cô chắc là không đi với tôi chứ? Tôi chắc. Chúc cô may mắn. Tôi giúp được cô tới đây thôi. Cảm ơn cô nha. Chắc chắn là cô sẽ được tòa giảm án thôi. Tôi không liều mạng đến cỡ này chỉ để giảm án thôi đâu. Tôi nhất định không thể ngồi tù được. Chúc may mắn. Chúc may mắn. Chạy hả? Mày nghĩ là tao ngu tới mức độ để cho mày trà trộn vô đây giúp cho cảnh sát, sau đó thì dễ dàng chạy thoát vậy à? Mày giết tao đi, đồ xấu xa. Chịu khó diễn một vai ngoan ngoãn, chấp nhận làm đàn em của tao. Vậy mà hiểu tao ít quá. Đồ đê tiện. Mày không còn là con người nữa. Mày sẽ phải chết bờ chết bụi, không có chỗ chôn cất. Bà Sởn. Nói hoài không mệt hả? Tốt nhất là để tao giúp cho mày một vé.
hết đường thoát rồi nha cô bé. Ai vậy? Là anh đi. Có gì không hả anh? Anh vào được không? Không được đâu, em chưa thay đồ chỉnh tề nữa. Sunan không có bên chỗ của anh. Em cẩn thận đó, coi chừng nó tới chỗ em. Có gì thì báo anh. Dạ. Còn tình hình bên chỗ của anh thì sao hả? Anh bắt được một con nhỏ cảnh sát. Đúng như ông chủ dự đoán. Nếu vậy tiếp theo ông chủ định làm gì? Chắc sẽ đem dâng cho tướng Di Xuyên. Đúng gu của ông ta mà. Anh sẽ chờ em bên dưới nha. Còn về thằng Sunan, nếu như em không thể ra tay thì cứ để cho anh. Ông chủ không nói gì đâu. Chúng ta cùng một phe mà. Dạ, cảm ơn anh. Hôm qua ông chủ đã đoán được là chắc chắn anh sẽ đi tìm tôi, nên mới kêu cô xử lý tôi. Cô không cần lo, tôi tin cô mà. Tôi phải đi cứu cô ấy. Anh đừng có nóng vội như vậy, tình hình chắc sẽ không tệ quá đâu. Tôi không thể để cô ấy xảy ra chuyện gì được. Có vẻ như anh lo lắng cho cô nàng cảnh sát đó quá hả? Tôi không thể bỏ mặc đồng đội của mình. Còn cô, cô nhận nhiệm vụ phải khử tôi. Nếu cô không làm, cô sẽ gặp nguy hiểm đó. Nếu bắt tôi một lúc cứu hai người thì tôi sẽ cứu cô trước. Đi tới căn cứ. Đi. Anh Sunan. Anh muốn trốn đi đâu vậy? Bỏ súng xuống hết, không thì tao sẽ giết nó đó. Tao kêu mày rút đi. Tôi đố anh đó, mau thả chị ấy ra đi. Không tin thì mày thử coi. Được, chạy. Chết đi. Bên đó kìa. Bỏ súng xuống,
Anh ghen hả? À không, mọt. Nể mặt thằng ghen, tôi sẽ không làm gì cậu hết. Đầu hàng đi. Gửi cô ấy cho anh. Anh định đi đâu? Cứu cha bà. Tôi sẽ theo hỗ trợ cho anh. Cô ở đây đi. Không, tôi đi theo anh. Cô phải ở đây, cô sẽ được an toàn. Tôi không muốn bị phân tâm. Nhờ anh. Dừng bắn. Anh Mọt à, anh có sao không vậy? Em thành thật xin lỗi anh vì em mà anh bị bắn. Không sao, chỉ bị sướt qua thôi. Còn không sao chứ? Tôi không sao đâu. Dùng cái này băng tạm đi. Đưa đây. Được. Để tôi làm cho. Thả ra cái đám xấu xa này. Thả tôi ra ngay. Thả nhanh lên. Ồn ào quá. Ông chủ, bọn chúng đang tấn công vào đây. Con Sunon, có thấy nó không? Dạ thấy. Nó đã vào bên trong này, nhưng bây giờ không biết đã ở đâu. Romran đang đi chung với nó. Bây giờ tính sao đây ông chủ? Con nhỏ này sẽ có ích cho mình. Ít ra tụi nó cũng là đồng đội. Chúng ta sắp có một trò chơi mới đây. Sunan. Hiện tại một đội quân có vũ trang đang tấn công vào khu vực của chúng ta kiểm soát. Đã có giao tranh với người của ta rồi. Như vậy, ai chặt được đầu của chúng được thưởng mỗi đầu 20 ngàn. Hả? 20 ngàn? Ây chà, một đầu 20 ngàn kìa. 20 ngàn kìa. Nghe đây Sunan, bữa đó thế nào rồi? Gần 50 người, còn phía bên anh sẵn sàng rồi. Cha ba đâu? Tôi chưa gặp được. Tôi đi đây. Giết sạch tụi nó. Giết. Hai cậu chia nhau ra xử lý đám đó. Dạ ông chủ.
xử lý chúng đi. Dạ đã. Chúng ta cần tấn công thẳng vào trung tâm trại của bọn chúng. Chạy thì chạy chung. Nhanh lên. Tụi mày muốn gì? Chị ba. Suna. Thả ra. Suna. Thả ra. Suna. Là mày. Em có chắc chắn là tham gia với chúng tôi không? Em chắc chắn. Em phải giúp Suna mới được. Anh Suna bị bọn chúng bao vây rồi. Suna bị bao vây? Bây giờ phải làm sao đây? Nghe lệnh đây. Sang bằng trại của chúng. Dạ rõ. Chơi với tao chứ gì? Qua nè. Biệt danh cao thủ quả là không sai. Dự đoán cái gì cũng trúng hết. Ngài quá khen. Xử tụi nó ngay đại ca. Khoan đã, chưa tới lúc thích hợp mà. Phải đùa giỡn với tụi nó một chút. Đưa nó qua đây. Chị ba. Chị ba. Tấn công tao đây nè. Chỉ mày thôi thì đâu có vui. Thả nó ra. Không được hại cô ấy. Tao đã nói với mày, đâu có dễ mà đụng vào tao. Thằng Sơn Trai chính là một thí dụ điển hình. Vậy mà mày không chịu coi, sếp tụi bay là do tao giết. Mấy con chó con như tụi bay thì chỉ chờ ngày chết. Tại tao có lòng nhân từ. Ồ, không phải, mà là tao đùa giỡn với tụi bay chưa có đã. Giờ mày muốn gì? Mày làm cái gì vậy hả? Tao quên báo trước. Luật chơi là như vậy.
mày làm gì người của tao thì tao sẽ làm y chang như vậy với nó. Ngài thấy có vui không? Tôi rất thích cái trò này của cậu đó, rất là sướng con mắt. Xử nó đi. Suna, dừng lại đây mà. Suna, dừng lại, dừng lại. Suna, đừng mà. Chết cho con mẹ kia mày đi nè. Tính tâm, mày đừng có chút kìa. Dừng lại đây đó mà. Suna, dừng lại đây. Dừng lại đi. Dừng lại. Làm ơn đừng đánh anh ấy nữa mà. Làm ơn dừng lại đi. Tôi xin ông đừng đánh anh ấy nữa mà. Tôi xin ông. Cha ba. Cha ba. Đừng có cầu xin chúng. Bộ cô không nhớ là bọn chúng đã làm gì đội trưởng hả? Đứng lên đi. Suna. Nói nhiều. Ông tôi ra. Suna. Suna. Suna, tôi đã kêu anh trốn được rồi mà, tại sao anh không nghe tôi? Nếu là cô, thì cô cũng sẽ làm vậy mà. Cô nghe tôi nói đây, cô phải hứa nếu xảy ra chuyện gì, cô cũng sẽ trốn đi. Tôi sẽ ráng tìm cơ hội cho cô. Cô phải trốn đi, cô hứa với tôi đi. Hứa với tôi đi. Suna. Không được, không được. Em cứ chờ ở đây, đừng đi đâu hết.
đuổi theo. Gì vậy? Gì vậy? Lại chuyện gì nữa? Ông chủ, bọn chúng tấn công vô rồi. Vậy để tao xử tụi nó. Cha ba, ông chủ, ông chạy trước đi. Đại tướng, ông chạy đi. Đi thôi, nhanh lên. Không. Cha ba, cha ba, cha ba, cha ba, xử cho. Được rồi, làm đi. Cha ba, cha ba, cha ba, mở mắt ra, nghe tôi nói không? Cha ba, cha ba, cha ba, Sura, cha ba sao rồi? Hả? Cha ba sao rồi? Cô ấy bị bắn rồi. Chăm sóc cha ba nha. Để cho tôi. Chà ba, anh không sao chứ? Cô còn đau ở đâu không? Tôi đã trừ khử Tony xong rồi. Đội trưởng trên trời cũng được yên lòng. Nhưng nếu đội trưởng biết cô đỡ đạn thay cho tôi, chắc sẽ giận lắm đó. Sao liều mạng vậy không biết nữa. Bởi vì tôi không muốn anh gặp chuyện gì hết. Nhưng nếu cô gặp chuyện thì tôi phải làm sao đây? Cảm ơn cô.
vì đã hy sinh cho tôi nhiều như vậy. Nè 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 nè. Tôi vẫn chưa tin được những gì mà tôi vừa nhìn đâu. Giờ phải tự mình thẩm vấn lại đã. Nè Sunan, tâm tư anh có gì cứ việc nói ra.